Máy bay ném bom chiến lược của Không quân Mỹ bốc cháy rực lửa. Đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một ngọn lửa dữ dội đã bùng cháy bên dưới và xung quanh chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Không quân Mỹ. Không đoàn ném bom số 7 của Không quân Mỹ ngày hôm qua 21 tháng 4 xác nhận một trong những máy bay ném bom B-1B Lancer của lực lượng này đã gặp sự cố nghiêm trọng tại căn cứ Không quân Dyess, Texas, khi một trong các động cơ của nó bốc cháy. Văn phòng thông tin báo chí không đoàn ném bom số 7 cho biết vụ việc xảy ra khi chiếc B-1B Lancer đang trong quá trình bảo dưỡng. Cụ thể, chiếc B-1 bốc cháy vào lúc khoảng 10 giờ giờ địa phương ngày 20 tháng 4 khi nó đang được bảo dưỡng động cơ định kỳ khi trên đường bay. Đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một ngọn lửa dữ dội đang bùng cháy bên dưới và xung quanh máy bay. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại của chiếc máy bay ném bom B-1B Lancer như thế nào và liệu nó có bị xóa sổ khỏi không đoàn số 7 hay không nhưng chắc chắn sự việc sẽ giảm bớt quy mô của phi đội B1 đang hoạt động. Sự cố xảy ra vào thời điểm không thích hợp khi Không quân Mỹ đã hoàn tất việc cho nghỉ hưu sớm 17 chiếc B1 vào tháng 9 năm ngoái, bước đầu tiên hướng tới việc loại biên toàn bộ phi đội này trong vòng một thập kỷ tới. B1B Lancer là máy bay ném bom hạng nặng đa nhiệm tầm xa được phát triển trong những năm 1970 như một giải pháp thay thế cho B52. B-1B Lancer được đưa vào chiến đấu lần đầu tiên vào năm 1998 và đã được sử dụng với tần suất cao độ trong chiến dịch tự do cho Iraq. Nó đã đảm nhận nhiệm vụ thả gần 40% số bom của lực lượng đồng minh dài xuống lãnh thổ Iraq. Lancer do Boeing, một trong những nhà thầu quốc phòng lớn nhất của Mỹ phát triển, sẽ vẫn là xương sống của lực lượng máy bay ném bom chiến lược Mỹ cho tới năm 2040. Lancer hoạt động bằng bố động cơ turbofan F101GE102 của General Electric. Lancer có thể đạt vận tốc trên 900 dặm một giờ và bay ở độ cao trên 30.000 feet. Tổ lái của Lancer gồm 4 người, gồm một chỉ huy, một phi công và hai sĩ quan điều khiển hệ thống tác chiến. Lancer có thể mang theo tải trọng 75.000 pound, nhiều hơn bất cứ máy bay ném bom nào của Mỹ. Dù Lancer không thể mang vũ khí hạt nhân, nhưng nó có đủ khả năng mang theo rất nhiều bom và tên lửa.